Five, let's go. Let's check the better weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Hello mọi người, lại là Moon đây. Để kỷ niệm cho sự biến mất hơi bị lâu một tí thì ở video hôm nay chúng mình sẽ đổi mới cách quay một chút nhé. Và bởi vì là lần đầu của mình cho nên nếu mọi người thích hay là không thích thì cũng hãy comment dưới để mình rút kinh nghiệm cho những lần quay sau nhé. Video này được nhận sponsor từ Lovito, thế nên chúng mình sẽ có một mã voucher giảm 40.000 cho mỗi đơn hàng. Cách săn voucher cũng rất đơn giản thôi, mọi người chỉ cần vào kho voucher của shop và nhập mã như mình đã làm trong video á. Ok, giờ chúng mình vào việc thôi nhé. Mở bát là một outfit nhẹ nhàng một chút, lâu lắm rồi mình mới mặc áo trễ vai đấy mọi người ạ. Mình cực kỳ thích chi tiết bèo nhú lên trên chiếc áo này, nó làm vòng một của chúng mình trông đẫy đà hơn khá là nhiều đấy. Dạo này em đứng hơi thả phanh nên là phần đùi mình cũng hơi bị trộm vía đấy, nhưng mà không sao, mình vẫn rất thích mặc quần ống loe, thế nên là mọi người ạ, cứ tự tin mặc tất cả gì mình muốn nhá. Thêm nữa là chiếc quần này làm cho vòng ba của chúng mình cực kỳ màu lem. Bình thường hàng ngày thì mình luôn luôn ưu tiên đi giày thể thao, nhưng mà mọi người công nhận là outfit này đeo giày thể thao nhìn nó có bị đù đụt không? Đeo guốc cảm giác cái dáng người trông nó cao ráo, nó thanh thoát hơn á. Mình đặc biệt sắm hẳn một cái túi đỏ để tri ân mái tóc của mình mọi người ạ. Bộ ba màu sắc mọi người cực kỳ nên thử nha. Năm nay mình khá chuộng những cái màu sắc trung tính kiểu như thế này, nhưng mà cái kiểu dáng làm cái áo này trông không bị mờ nhạt một tí nào. Đợt này đầu óc cứ để ở đâu ấy các bác ạ. Đây, diễn cái nét 1, 2, 3 hô biến hình. Biến hình xong mình phát hiện ra là nhầm chân váy. Đây mới là cái chân váy tôi chuẩn bị mix nha. Năm nay tôi đến và phát cuồng những cái họa tiết hoa như này mất thôi. Chất liệu váy này thì cũng mát khỏi bàn, mỗi tội nó sẽ chỉ có một lớp thôi mọi người ạ. Đây chính xác là một item dành cho những bạn thích màu sắc nhưng không thích quá u dè nha. Đây là một chiếc túi cực kỳ recommend mọi người nên mua nha. Yêu lắm, sờ vào còn mềm nữa cơ. Miệng túi có nắp nam châm này, vì là túi móc len cho nên mọi người có thể đạt được kích cỡ cũng như độ dài của túi. Mình thì chọn loại cơ bản thôi. Đây chắc là mùa hè đầu tiên mà tôi chuộng đeo dép đến như thế. Bình thường những mùa hè khác lúc nào cũng sẽ là giày hoặc bốt. Đồ này đi siêu êm chân nhưng mà mọi người nhớ đừng lội nước nhá. Tại vì mình đi ra biển ấy, xong rồi mình lội nước kinh quá mà mình phơi 2 ngày rồi nó vẫn không khô, hết nước ngấm ở dưới đế ra. Outfit quốc dân trong mùa hè năm nay của tôi đây nha các bác. Xin cảm ơn ai đã may ra bộ quần áo này. Đúng sinh ra là dành cho tôi rồi, một đứa siêu lười mix đồ. Đặc biệt là hai bên hông còn được may những chiếc túi đựng vừa cả thế giới nha các bác. Mình biết là túi thì không liên quan đến bốn mùa xuân hạ thu đông cả, nhưng mà mọi người công nhận với mình là túi tốt đi cùng với mùa hè nó rất là hợp vai nhau. Trên túi đã in họa tiết màu xanh rồi cho nên mình sẽ mix cùng với chiếc mũ cũng màu xanh luôn. Nhìn bật tung giới hạn thực sự, mũ xanh đi với tóc đỏ. Vì chúng mình đã có một vài điểm nhấn màu sắc nhà mũ xanh, túi in hình màu xanh và mái tóc đỏ rực của mình rồi, cho nên là chỉ cần một chiếc dép màu trắng cho cùng tông màu với váy là được. Không biết mọi người thế nào chứ đây là outfit mình ưng nhất trong video lần này luôn. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby I got you. Nối tiếp lại là một bộ full trắng nha. Thực ra không full lắm. Quần này mình mua ở Airspace từ năm ngoái nên chắc là không còn link cho mọi người đâu. Còn đây chỉ là một cái áo dây basic ở trên Shopee bình thường thôi, nhưng mà mình nhét lại cho thành cái áo ống á. Và đây chỉ là ngôi sao sáng của bộ outfit này. Mình tìm rất lâu mới có một chiếc áo sơ mi đúng vai mùa hè mà mình muốn. Form áo to đúng ý mình luôn, mà chất áo mặc vào nó mát lắm ấy mọi người. Cảm giác một cơn gió lùa qua thôi là như trong phòng điều hòa luôn ấy. Tiếp theo là một đôi dép đúng kiểu mặc kệ bạn bè chê mình vẫn đi ấy. Bạn bè mình cứ chê cái dép này kỳ nhưng mà mình thấy độc lạ khá xinh. Nhưng mà mọi người nên mua nhỏ một size để nó ôm chân vì cái dép này tương đối là nặng. Vẫn là chiếc túi hoa, năm nay mình ngựa lắm luôn ấy. Đầu tiên mình tưởng cái túi này để trang trí thôi nhưng mà nó đựng được nhiều đồ bất ngờ. Nhấn nhá thêm một chút vào tóc nữa và thế là chúng mình sẽ có một outfit cực kỳ summer, cực kỳ bắt ảnh. Ngay sau khi mình mix xong bộ này, mình cũng phải mở cửa rủ ngay bạn mình đi biển ngay lập tức, bởi vì nhìn cái bộ này chỉ muốn lao thẳng ra biển chụp ảnh thôi. Quay trở lại với một outfit nàng thơ một tí nhá. Mình outfit này sẽ rất hợp đi cà phê đấy. Nguyên set lúc đầu của nó là như thế này, nhưng mà áo nó không ôm mọi người lắm, tại chất vải nó không có giãn đấy mọi người. Thế nên mình mix ở bên trong một chiếc áo crop top. Nhìn mà có điểm nhấn mà nó cũng che được phần bắp tay của mình luôn. Một chiếc túi duy nhất mình order trên Taobao chỉ để mix những outfit như thế này thôi, nên chắc không còn link đâu mọi người ạ. Nãy giờ guốc dép hơi nhiều nên chúng mình lại quay lại giày thể thao nhá. Tôi vẫn cảm thấy những outfit như thế này hợp với giày thể thao hơn á.
It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things. Ơi là rồi, mọi người có nhớ cái video mix đồ theo follower không? Tôi có mua một cái váy trên Taobao và nó bị fail. Và rất vui mừng là tôi đã tìm lại được cái váy đúng ý mình và không fail tí nào cả. Tôi cực kỳ mê mấy cái áo tay bồng cổ vuông, cảm giác nhìn phần trên của mình nó gầy dã man ấy. Bởi vì cái vòng một của mình nó không ôm lắm, thế nên cái dây đáng lý ra để thắt nơ thì mình lại để buộc lên trên cổ để cho nó đỡ bị trễ xuống ấy mọi người. Lúc đầu thì tôi định ngoan cố với style ở trên thướt tha, ở dưới năng động, giày thể thao các thứ. Nhưng mà bạn tôi bảo là outfit này hợp với work hơn nên là ok, chúng mình lại quay lại với work nhá. 10 điểm thanh lịch về chỗ. When transits, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we were. Đây chắc là chiếc váy dây hiếm hoi của mình không mang style sexy mà cảm giác nó hơi bị đáng yêu một tí. Phần dây có nút buộc để mọi người có thể điều chỉnh nha, nhưng cá nhân mình thấy cái dây này nó hơi bị dài, cảm giác hơi vướng một chút. Với cả tự mặc thì sẽ hơi khó buộc ấy mọi người. Da ngăm vẫn bon chen cái váy dây xanh này thoải mái nha. Theo dòng sự kiện đi Đà Lạt thì chúng mình sẽ mix thêm một chiếc áo khoác len. Không hẳn áo khoác lắm, nó vừa ấm áp một chút mà nó sẽ che phần bắp tay mọi người tương đối là nhiều đấy. Vẫn là chiếc túi tote đấy thôi. Nếu bạn nào mà đi du lịch Đà Lạt ấy thì mình thấy mix outfit với túi tote nó vừa hợp mà nó cũng đựng nhiều đồ đi du lịch nữa. Nếu kỹ tính hơn thì mọi người có thể chọn túi tote in hình cùng màu với cái váy mọi người mặc. Ví dụ như ở đây mình mặc váy xanh thì mình sẽ chọn túi in hình màu xanh. Ok, và đó là toàn bộ outfit mình muốn giới thiệu mọi người trong video lần này. Hy vọng mọi người sẽ thích nhé. Vẫn như thường lệ thôi, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.